Hoan hỉ chào đón quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi năm 2021 Tân Sửu ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, thành công hơn nữa trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ ai trong chúng ta cũng đều mong muốn có cuộc sống của mình mỗi ngày đều tốt đẹp hơn, sức khỏe luôn dồi dào, làm ăn phát đạt, mọi chuyện đều hanh thông và suôn sẻ. Tuy nhiên, không phải ai mong cầu cũng được như ý muốn. Tuy trong cuộc đời sẽ có những giai đoạn gặp nhiều may mắn, làm gì cũng hanh thông thuận lợi, làm một hưởng mười, tiền bạc ùn ùn kéo về, giàu có nhanh chóng mặt. Tuy nhiên thì cũng có những giai đoạn không tránh khỏi được những khó khăn trắc trở, vận hạn đeo bám, tiểu nhân thì liên tục tàn hại, làm ăn thất bát, nợ nần ngập đầu. Trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong năm 2021 Tân Sửu ngày hôm nay thì ban biên tập chương trình kênh Phong thủy Gia Cát cũng muốn chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong năm Tân Sửu này. Trong năm tới đây thì vận trình công danh sự nghiệp tài lộc của tuổi Mậu Thân 1968 sẽ ra sao? Con giáp này có được thần tài mở kho ban phát tài lộc hay không? Trên bước đường công danh sự nghiệp của mình có phải gặp những khó khăn trắc trở nào hay không? Sức khỏe, tình duyên sẽ có những chuyển biến như thế nào trong năm 2021? Và để nắm rõ được vận trình của mình như thế nào, xin mời quý anh chị và các bạn cùng theo dõi chi tiết video ngày hôm nay. Vào năm Tân Sửu 2021 thì mệnh chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 gặp khá nhiều khó khăn cả về cát tinh lẫn sát tinh nhập mệnh. Năm nay có cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Nhìn từ phương diện có lợi, lưu niên của năm Tân Sửu có thiên can là Tân Kim, chính là thực thần của mệnh chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Thái Tuế Sửu Thổ là thực thần của tuổi Thân, cho thấy sự nghiệp tài vận của mệnh chủ Mậu Thân 1968 không tồi. Là một năm có nhiều danh tiếng và tiền bạc, hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế năm 2021 để nghênh đón Thái Tuế, hóa giải mọi tai ách của năm. Cơ hội phát triển nghề nghiệp thì có lợi cho kinh doanh, hợp tác, đầu tư, chiến dịch và các hoạt động khác. Trong năm thì đối với những người tham gia thi cử, sát hạch, thi đấu đều có thành tích đáng kể. Mệnh chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 thì không nên lãng phí những cơ hội trời cho, cần phát huy hết khả năng của mình để thực hiện lý tưởng trong sự nghiệp. Nhìn từ phương diện bất lợi thì mệnh chủ tuổi Mậu Thân 1968 dương thổ ngang bằng với Thái Tuế Sửu âm thổ nhưng trái dấu, nên không cẩn thận dễ rất kích động với Thái Tuế, nên làm mọi việc một cách cẩn thận, không nên tự kiêu thái quá để tránh rắc rối, nên cầu bình ổn là tốt nhất. Thiên cầu và báo vĩ nhập mệnh báo hiệu một năm hao tài, cho nên trong năm nay cần tránh những thị phi chi tiêu cho đầu tư trong tài chính hoặc chi tiêu quá độ, đề cao ý thức cẩn thận kẻo bị lừa. Về mặt tình cảm thì mệnh chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 năm nay có cơ duyên gặp gỡ người chính duyên trong vận mệnh của mình, nhất định phải nắm chắc cơ hội để tìm được chính duyên. Các cặp tình nhân hoặc vợ chồng chịu ảnh hưởng của sao Quả Tú, tình cảm dễ trở nên lạnh nhạt hay có cảm giác cô đơn dẫn đến chia xa, chia tay. Thái Tuế tài tinh quá vượng cũng dễ khiến cho mệnh chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 gặp phải kẻ thứ ba hoặc dính phải vận đào hoa ảo, nên hạn chế xảy ra cãi nhau. Về mặt sức khỏe thì nhất là gặp Thái Tuế hao thân lại có các sao báo vĩ, huyết nhẫn, điếu khách, thôn hãm nên cực kỳ không tốt. Thể trạng đi xuống, tránh bị bệnh cũ tái phát, cẩn thận bị thương do những vật nhọn mang lại. Cần quan tâm nhiều hơn nữa đến sức khỏe của người thân trong gia đình. Ngoài ra thì trong năm nay nên giảm thiểu hoạt động dưới nước, du lịch và chèo thuyền, bơi lội, đi bè. Nhìn chung, vận mệnh của mệnh chủ tuổi Mậu Thân 1968 vẫn còn tốt trong năm nay. Sự nghiệp và tài vận có bước nâng lên đáng kể, cường độ và áp lực của công việc cùng tồn tại. Để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất và tinh thần, cần phải chú ý đến sự kết hợp giữa công việc, nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái, lạc quan đối với cuộc sống. Sử dụng vật phẩm phong thủy may mắn cũng là một cách để hóa giải thị phi tai ách của năm. Với những mệnh chủ tuổi Mậu Thân 1968 thì cần phải có vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn luôn sử dụng bên mình theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để được cát lành. Dự đoán tử vi của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong năm Tân Sửu 2021.
năm Tân Sửu 2021 theo âm lịch là ngũ hành thổ, bích thường thổ, được hiểu là đất trên tường thành, có tác dụng che chắn mưa nắng, trộm cướp, để con người có một cuộc sống bình yên và an toàn. Sửu là con giáp đứng hàng thứ 2 trong bộ 12 con giáp, được tính từ ngày 12 tháng 2 năm 2021 cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 theo dương lịch. Năm Tân Sửu 2021 thì có đạo âm ngũ hành là bích thượng thổ, thổ khí đồng niên nên vượng địa, mệnh chủ cần chú ý về các bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa, hô hấp, đặc biệt là các bệnh liên quan đến tai, mũi, họng. Nửa đầu năm 2021, vận thế của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 cực vượng, bản mệnh có thể nắm bắt được nhiều cơ hội thăng chức tăng lương, đồng thời nhận được sự tán thưởng của đồng nghiệp và cấp trên. Tuy nhiên thì bản mệnh cần phải chú ý đến mọi công việc mà mình đang phụ trách, tối kỵ việc lơ là coi thường nhiệm vụ, cần lên kế hoạch phấn đấu rõ ràng và cố gắng hết sức mình. Có như vậy thì mới đạt được kết quả thực sự đáng mơ ước trong sự nghiệp. Tuy nhiên thì tình hình tài chính của bản mệnh không quá khả quan, vì thế ai mà có ý định đầu tư thì không nên nóng lòng, muốn thu được lợi nhuận trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, cần phân tích rõ ràng những mặt lợi hại, đồng thời lắng nghe ý kiến của người thân xung quanh, không nên tự mình đưa ra quyết định. Nếu đầu tư đúng mực thì cuối năm, bản mệnh có thể thu được một khoản lợi nhuận đáng kể. Với những tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, nên sử dụng pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn theo chỉ định của chuyên gia phong thủy để hóa giải vận xui, tăng cường tài lộc. Nam mệnh tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, 54 tuổi, gặp Mộc Đức chiếu mệnh, lưu ý bệnh về mắt cũng có thể trở nên nghiêm trọng. Nữ mệnh tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, 54 tuổi, năm nay gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh, chú ý xảy ra tranh chấp miệng lưỡi, đồng thời tránh hoạt động ngồi thuyền, lội nước. Những người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 có may mắn trong sự nghiệp, có thể làm tốt công việc của mình. Tuy nhiên, đừng tự hào quá về những thành tựu, nên thận trọng, đặc biệt là trong các mối quan hệ xã hội, để ngăn chặn hành vi đố kỵ của một số người và dễ bị trả đũa. Bạn sẽ kém may mắn về tài lộc vì có thể gặp phải những trò gian lận tài chính. Để tránh bị mắc kẹt, đừng ảo tưởng về các dự án năng suất cao được giới thiệu bởi những người khác. Quan tâm nhiều hơn đến các chi tiết khi mà đàm phán với công ty khác hoặc là ký hợp đồng, trừ khi bạn muốn mất tiền với những sai lầm. Mậu Thân sinh năm 1968 thì cần phải cẩn thận an toàn chính mình để tránh tai nạn. Đặc biệt khi mà ở trong xe, tập trung lái xe và không bao giờ lái xe trong trạng thái mệt mỏi. Cần phải quan tâm đến sức khỏe của cha mẹ, cũng như là các vấn đề về học tập, tình cảm của con cái. Nói chung, năm 2021, bạn có thể gặp khủng hoảng tài chính. Cuộc khủng hoảng vẫn có thể nhận được một cú đánh mạnh từ các vấn đề tài chính. Do đó, bạn nên chú ý hơn đến vấn đề kinh tế và hành động thận trọng trong năm 2021. Với những vấn đề rõ ràng trong tình hình tài chính năm nay, các khía cạnh khác có thể bị ảnh hưởng ít nhiều, sẽ là một năm có tài lộc thăng trầm. Sự nghiệp của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 vào năm Tân Sửu thì công việc năm nay sẽ được quý nhân đề bạt, địa vị lên cao, chỉ cần nắm giữ chắc cơ hội sẽ có lợi. Vì vậy mà mệnh chủ tuổi Mậu Thân 1968 nên phát huy năng lực có thể như là tài hoa và tiềm năng của mình, tiếp tục cố gắng tích cực công việc dễ có được thu hoạch không nhỏ. Những gia chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 có một phần khắc thái tuế, chỉ cần không để ý một chút cũng có thể chọc tức thái tuế. Sự nghiệp học hành, quá trình phát triển nên phải cẩn thận thì hơn. Công chức thì nên thận trọng và khiêm tốn trong lời nói và hành động, tránh vô tình đắc tội với các nhà lãnh đạo, khách hàng và đồng nghiệp mà không biết, gây ảnh hưởng đến triển vọng nghề nghiệp của bản thân. Về mặt học hành thì thái tuế là tài tinh, học tập sẽ có các yếu tố can thiệp và kết quả dễ bị dao động. Sự nghiệp của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 cần phải lưu ý, trong năm nay có thể có người sẽ đố kỵ gây rắc rối trong công việc. Mặc dù không cho bạn một đòn chí mạng trong sự nghiệp nhưng nó có thể bị tổn hại nghiêm trọng, do đó bạn nên cẩn thận để không xúc phạm một số nhân vật phản diện tại nơi làm việc. Năm nay bạn cần phải để ý và cẩn thận hơn,
và chỉ bằng cách này mới có thể an toàn trong sự nghiệp. Sử dụng vật phẩm phong thủy vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn kết hợp với bát bảo tâm kinh theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để tăng cường tài lộc, may mắn và can lành. Tài lộc của tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968 vào năm Tân Sửu, có thể không được như ý muốn, nên năm Tân Sửu này có lẽ sẽ là năm kém nhất đối với bạn trong những năm gần đây. Vì Sửu và Thân có ngũ hành tương sinh, khiến cho kim khí quá vượng, khiến cho vận may của bạn có thể khá là kém. Vì điều này, tốt hơn hết, bạn không nên đầu tư hoặc mở rộng trên quy mô lớn. Ngoài ra, không đầu cơ mà không có sự chắc chắn, rất dễ có thể mất tất cả vốn đầu tư. Những bạn sinh năm Mậu Thân 1968 vào năm Tân Sửu, lưu niên thiên can là thực thần, thái tuế là tài tinh, thực lộc sinh tài, là một năm khá tốt về tài vận. Cầu danh được danh, cầu lợi được lợi. Có nhiều cơ hội phát triển. Với việc kinh doanh hợp tác, chỉ cần nỗ lực phấn đấu sẽ có thành quả. Tài vận được bát tọa chiếu, có quý nhân chỉ điểm, có thể mở rộng kinh doanh, thu nhập rất đáng kể. Đối với tuổi Mậu Thân thì yêu thích sự đầu tư sinh lời, cá cược, may mắn không quá cao. Tốt nhất thì nên thận trọng, chớ nghĩ đến việc kiếm tiền nhanh, không làm mà hưởng vì vận thiên tài năm nay không tốt. Năm Thái Tuế có các tinh nhập mệnh nên mệnh chủ sẽ có rất nhiều cơ hội kiếm tiền và phát triển, khả năng phát tài lớn nên đừng để lãng phí. Thực hiện đầu tư tài chính hợp lý dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia. Khi gặp vấn đề trong đầu tư và quản lý tài chính, có thể tham khảo ý kiến của mọi người, đồng thời hãy cẩn thận với một số hành vi ác ý. Không được ảo tưởng quá về vấn đề kiếm tiền nhanh chóng, làm giàu, không lao động vẫn có lắm tiền, há miệng chờ sung, phải thật vất vả mới có được thành quả đáng kể. Phải lao động thì mới có ăn, nhưng không vì thế mà bi quan. Để tăng cường tài vận và sự nghiệp, cần bố trí lại phong thủy nhà ở và văn phòng sao cho hợp lý. Đồng thời sử dụng pháp khí phong thủy thất tinh bát quái trận đồ và tháp văn xương theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để kích hoạt tài vận, quan vận và sự nghiệp. Đặc biệt các mệnh chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 vào năm Tân Sửu này cần cẩn trọng chú ý trong tháng Canh Dần, dương lịch từ ngày 12 tháng 2 năm 2021 cho tới ngày 12 tháng 3, tức là ngày 1 tháng 1 cho đến ngày 29 tháng 1 âm lịch. Đây là tháng đại kỵ với gia chủ. Vào những tháng này thì các gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, thị phi không đâu ập tới. Tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này, có thể gây ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, gia chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 không nên tiến hành công việc trọng đại. Nếu muốn tiến hành, cần phải tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Sức khỏe của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 vào năm 2021. So với các khía cạnh khác thì sức khỏe có thể tương đối tốt hơn và không có sự rủi ro. Tuy nhiên thì bạn cần phải chú ý một số điều tồi tệ có thể khiến bạn nổi cơn thịnh nộ. Năm nay nên theo dõi chặt chẽ hơn về cổ họng, tim và não, thực hiện các biện pháp phòng ngừa trước khi tránh xảy ra các bệnh xấu. Đặc biệt do Thái Tuế hao thân lại có hung tinh huyết nhẫn điếu khách Mậu Thân sinh năm 1968 nên chú ý đến sức khỏe, cơ thể phải đi lại chú ý an toàn. Về vận sự nghiệp thì không tồi, cường độ công việc cao và áp lực tồn tại, cần đề phòng làm việc quá sức ảnh hưởng đến sức khỏe nên điều tiết phù hợp, nhìn cuộc sống bằng thái độ lạc quan. Mệnh chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe của bản thân và gia đình. Bị Thái Tuế hao thân lại gặp phải điếu khách huyết nhẫn chiếu mệnh, sức khỏe dễ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi trong công việc, đồng thời dễ xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Vì năm nay sự nghiệp của bạn sẽ phát triển nên cần nhiều mối quan hệ xã hội hơn. Nếu cần tham gia các hoạt động ngoài trời, phải tránh các môn thể thao mạo hiểm, không nên uống rượu quá mức. Năm nay đặc biệt không nên vi phạm pháp luật và trật tự, đừng tự rước họa vào thân để tránh mất tự do cá nhân. Về tình duyên của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 vào năm Tân Sửu, đời sống tình cảm có thể đơn giản như nước đun sôi. Do đó bạn nên học cách thi vị hóa và trao đổi với bạn đời của mình nhiều hơn. Đối với những Mậu Thân sinh năm 1968 độc thân thì vận đào hoa vượng, nhất là với nam mệnh còn độc thân. Thái Tuế trợ mệnh có cơ hội gặp được người trong mộng và chính duyên, nhất định nắm chắc cơ hội.
chịu ảnh hưởng của sao quả tú, những cặp đã kết hôn thì có rất nhiều lo lắng, dễ rơi vào tình trạng cô độc. Năm nay vợ chồng dễ bất hòa, tình cảm dần nhạt nhòa, dễ có người thứ ba xen vào hoặc là gặp vận đào hoa sát, cần chú ý thể hiện tình cảm nhiều hơn, tránh để xảy ra tranh chấp. Gặp thái tuế là tài tinh, mậu thân 1968 năm nay hy vọng về chuyện kết hôn lập gia đình rất cao, hành động cũng nhanh, chủ động xuất chiêu. Đối với nam mệnh độc thân mậu thân 1968 sẽ gặp được lương duyên tốt mà tiến xa hơn, nhất định phải nắm chắc cơ hội. Nữ mệnh còn độc thân hoặc lập gia đình đều chú ý sự xuất hiện của người thứ ba hoặc người thứ hai xảy ra tranh chấp cãi cọ. Để tăng cường đào hoa, cần bố trí và sắp xếp lại phong thủy sao cho hợp lý. Tại cung đào hoa phải giữ gìn sạch sẽ, không để những đồ vật bẩn thỉu ô uế ở đó. Đồng thời, sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý thần thân tí thìn theo sự hướng dẫn của chuyên gia phong thủy để mang lại may mắn, tài lộc, bình an. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu của tuổi Mậu Thân, nam mạng, sao Mộc Đức chiếu mạng. Người có sao Mộc Đức được kết tinh như sao Thái Âm, làm ăn phát đạt thuận lợi, vì thế mà việc dựng vợ gả chồng cho các con cũng sẽ rất tốt, mọi chuyện đều được hanh thông. Đặc biệt là vào tháng 10 và tháng 12 âm lịch sẽ rất tốt bởi Mộc Đức thập nhị trùng lai. Tuy nhiên thì nam giới hay bị đau mắt, còn nữ giới thì hay bị đau máu huyết. Nhưng nữ sẽ bị đau máu huyết, còn nam giới có thể sẽ bị đau mắt. Mệnh chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, nam mạng, gặp phải hạn huỳnh tuyền. Người có hạn huỳnh tuyền luôn gặp vấn đề về sức khỏe, chủ sự sẽ thường gặp chứng đau đầu, chóng mặt, say sẩm, kinh doanh thì kỵ đường thủy. Để vẹn toàn, không nên làm gì liên quan đến sông nước, đặc biệt không được bảo chứng cho bất cứ ai, vì ắt sẽ nảy sinh chuyện bất lợi. Sao chiếu mệnh năm 2021 của tuổi Tân Sửu. Nữ mạng, sao thủy diệu chiếu mạng. Sao thủy diệu chủ về tài lộc hỷ, không nên đi sông biển, giữ gìn lời nói, nhất là không được cho tranh cãi lời tiếng thị phi đàm tiếu. Sao thủy diệu giống sao thổ tú, kỵ nhất là vào tháng 4 và tháng 8. Những người bị sao thủy diệu chiếu mệnh thường kỵ vào tháng 4 và tháng 8. Người xưa có câu thổ tú thủy diệu tứ bắt ai, nhưng nếu xét kỹ thì bị sao thủy diệu chiếu mệnh có kiết có cả hung. Đối với nam giới thì việc làm ăn được thuận lợi hơn là nữ giới, nữ thì chú ý khỏi dính vào thị phi. Mệnh chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, nam mạng, năm Tân Sửu, gặp phải hạn toán tận. Người có hạn toán tận trong năm này sẽ bị mất tiền bạc của cải mà không dự tính trước được, tai họa sẽ bất ngờ ập đến. Trong đó có hai nguy cơ cao nhất, đó là bị cướp bóc, thứ hai là chung vốn làm ăn, cùng nhau đi khai thác lâm sản và gặp phải tai nạn bất ngờ, thiệt hại rất lớn về tiền của. Hạn toán tận thì rất kỵ đối với nam giới, tai nạn xảy ra thường là dạng đột ngột, bất khả kháng, khó đề phòng, ứng phó. Nếu những người phúc đức kém, vận số xấu, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tử vi trọn đời của mệnh chủ Mậu Thân sinh năm 1968 là người thông minh, sáng ý, có tâm. Vì thông minh, ngôn ngữ phong phú, tâm hồn quáng đãng nên thích hợp với nghề văn chương, văn hóa, thoải mái giờ giấc, không gò bó. Họ là người khá nhanh nhẹn trong xử lý các vấn đề, là người kiên định, không dao động trước khó khăn, luôn tìm cách để hoàn thành một cách nhanh nhất. Về sức khỏe thì người này thường có bệnh trong người, cần đề phòng tai nạn, dẫn đến tật nguyền. Nếu sinh giờ tốt thì số này có chức quyền, bằng không cũng là người được quý nhân trọng đãi, được người đời yêu mến, vị nể. Tuổi này thì có thể phải thay đổi nhà cửa nhiều lần và phải sống xa quê thì mới tốt. Cuộc sống tuổi Mậu Thân được no đủ bậc trung. Trong cuộc sống gia đình vợ chồng thì luôn xung khắc, bất hòa hợp, hạnh phúc. Có đôi chút vất vả về đường con cái. Tuổi Mậu Thân thì thông hiểu lý tình, ưa lễ đạo, ham muốn học hỏi và có tâm linh ứng nghiệm hiện tại tương lai. Người Mậu Thân thì nếu xuất gia tu hành thì an thân cho đến già, sống đời thanh thản. Người này cần chú tâm làm điều thiện đức để được an hưởng về già. Nam giới tuổi Mậu Thân thì có cuộc đời không được tốt đẹp vào tuổi nhỏ, về thời kỳ trung vận thì được tốt đẹp và đầy đủ, vấn đề tiền bạc, cuộc sống vào thời kỳ hậu vận được an nhàn đôi chút nhưng vẫn rất khổ tâm. Thời kỳ tiền vận thì cuộc sống lao đao, thời kỳ trung vận có kết quả tài lộc, hậu vận an nhàn sung sướng. Nữ giới tuổi Mậu Thân thì có cuộc sống sung sướng và nhiều tốt đẹp. Phần tiền vận có nhiều lao đao, hậu vận có lo buồn, thời kỳ trung vận được hưởng nhiều sung sướng. Phần gia đạo của nữ tuổi Mậu Thân thì được yên hòa.
Nữ giới tuổi Mậu Thân có đường công danh chỉ vào ở mức độ trung bình mà thôi. Từ năm 40 tuổi trở đi, sự nghiệp của bạn mới được vững chắc, phần tiền bạc có nhiều tốt đẹp và dư giả cho cuộc sống. Nữ tuổi Mậu Thân có tuổi thọ trung bình từ 58 cho đến 65 tuổi là mức tối đa. Nếu ăn ở hiền lành phúc đức sẽ được tăng tuổi thọ, làm nhiều việc gian ác sẽ bị giảm tuổi thọ. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc cát hung nạp vận của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những mệnh chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong năm 2021 này, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong